chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, theo Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam, so với các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia, thì quản trị công ty tại Việt Nam xếp hạng thấp nhất. Đa số các doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích lâu dài của quản trị công ty tốt. Mới đây, chính phủ yêu cầu tăng cường quản trị công ty trong các doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa. Cơ quan quản lý đã ban hành nhiều văn bản pháp lý về quản trị công ty, nhưng so với mặt chung trong khu vực, Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa, đòi hỏi phải nỗ lực hơn từ nhiều phía. Chương trình chứng khoán cuối tuần này xin được dành thời lượng để bàn luận về chủ đề này. Luật doanh nghiệp năm 2014 đã quy định 3 vấn đề rất quan trọng đối với quản trị doanh nghiệp, đó là đưa ra mô hình quản trị mới, chế định trách nhiệm hội đồng quản trị và quản trị đối với doanh nghiệp nhà nước, trong đó phân biệt rất rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp, vẫn còn nhầm lẫn giữa sở hữu và quản lý, số đông còn chưa mạnh dạn áp dụng mô hình quản trị mới, báo cáo quản trị cũng chưa được ban lãnh đạo chú ý. Đó là thực trạng hiện nay của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Một trong những doanh nghiệp báo lỗ đầu tiên và gây được sự chú ý cho nhà đầu tư nhất là Hùng Vương, mã HVG. Thông tin gây sốc cho nhà đầu tư nhất là mới đây, Hùng Vương công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán với số lỗ lên trên 700 tỷ đồng, tăng 642 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Thủy sản An Giang, AGF, vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán với rất nhiều số liệu chênh lệch lớn so với cùng kỳ, đặc biệt đã chuyển từ lãi 4 tỷ đồng theo báo cáo ban đầu công ty tự lập sang lỗ dòng 187 tỷ đồng, tương ứng với chênh lệch lên đến 191 tỷ đồng. Nguyên nhân có sự chênh lệch lớn do sau kiểm toán doanh thu thuần giảm và chi phí các loại bị điều chỉnh tăng lên. Chăn nuôi Michaco MLS cũng vừa thông báo lỗ gần 12 tỷ đồng, trong khi năm 2016 lãi hơn 3,44 tỷ đồng, doanh thu thuần giảm 22,5%. Cũng trong ngành chăn nuôi, doanh thu năm 2017 của công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Việt Thắng giảm 24% so với năm trước đó. Giá vốn, chi phí các loại đều tăng cao, nên cả năm Việt Thắng lỗ 37,44 tỷ đồng, trong khi năm 2016 lãi 118 tỷ đồng. Với số lỗ hơn 26 tỷ đồng quý 4 năm 2017, công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã có 4 quý lỗ liên tiếp, tổng lỗ cả năm 2017 lên đến gần 128 tỷ đồng, trong khi năm 2016 lỗ hơn 18,5 tỷ đồng, tổng lỗ lũy kế đến cuối năm lên đến 167,7 tỷ đồng. Danh sách các doanh nghiệp báo lỗ năm 2017 còn có công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex PIT với số lỗ là 31 tỷ đồng trong quý 4 năm 2017, nâng tổng lỗ lũy kế cả năm lên 47 tỷ đồng, tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2017 lên đến 57,2 tỷ đồng. Vận tải biển Vinaship VNA tiếp tục lỗ gần 76 tỷ đồng trong năm 2017. Đây cũng là năm lỗ thứ hai liên tiếp của công ty. Năm 2016, VNA đã lỗ hơn 98 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2017 là hơn 281 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 1,6 tỷ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu 200 tỷ đồng. Hưng Đạo Container HDO lỗ tiếp gần 19 tỷ đồng trong năm 2017. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp báo lỗ. Năm 2016, Hưng Đạo Container lỗ gần 35,5 tỷ đồng. PV Inconex RGC vừa đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch Upcom từ tháng 6 năm 2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 9.100 đồng trên một cổ phiếu. Đến nay, sau hơn nửa năm, giá cổ phiếu RGC còn một nửa, 4.600 đồng một cổ phiếu. Kết quả kinh doanh cũng không khả quan khi lỗ tiếp 14 tỷ đồng trong năm 2017, nâng tổng số lỗ lũy kế đến cuối năm lên trên 92 tỷ đồng. Đây cũng là năm lỗ thứ 5 liên tiếp của công ty. Ngoài ra, Simco Sông Đà SDA, bao bì dầu thực vật VPK, công ty cổ phần lương thực thành phố Hồ Chí Minh FCS cũng báo lỗ trong năm 2017. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp lỗ chứng tỏ quản trị doanh nghiệp có vấn đề. Theo Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam VOD, Việt Nam hiện có khoảng 10.000 thành viên hội đồng quản trị tập trung ở hơn 1.420 doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch và hơn 1.000 doanh nghiệp đại chúng chưa lên sàn. Phần lớn doanh nghiệp cần nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp hội đồng quản trị và đang thiếu thành viên hội đồng quản trị độc lập. Điều đó dẫn đến xung đột lợi ích và có nhiều vấn đề trong quản trị doanh nghiệp. Các vấn đề liên quan đến công bố thông tin, minh bạch thông tin, các vấn đề liên quan đến tổ chức hội đồng quản trị, các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của hội đồng quản trị, các vấn đề liên quan đến vai trò của thành viên hội đồng quản trị độc lập, các vấn đề liên quan đến ban kiểm soát hoặc tiểu ban kiểm toán đều là những vấn đề rất lớn mà hiện nay Việt Nam rất cần phải cải thiện.
không nhiều các doanh nghiệp đưa ra được cái cơ cấu quản trị tối ưu, mà phần lớn tôi nghĩ là vẫn đang rất mâu thuẫn ở câu chuyện này, mà phần lớn vẫn đưa ra các cái câu chuyện quản trị phù hợp với yếu tố pháp lý hơn là tối ưu cho doanh nghiệp. Bởi vì đâu đó trong các doanh nghiệp Việt Nam ở trên sàn thì cái lợi ích cổ đông vẫn còn xung đột rất lớn, và chúng ta có thể nhìn thấy các đại hội đồng cổ đông gần đây hoặc là các năm gần đây hoặc các năm trước thì các anh chị nhìn thấy rằng là cái việc mâu thuẫn này nó lên rất đỉnh điểm. Chính vì những lý do đó mà điểm quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam luôn thấp và tụt hạng. Như cái thẻ điểm ASEAN về đo lường quản trị của 6 nước Đông Nam Á thì Việt Nam là nước thấp nhất, và thậm chí thấp hơn cả so với những cái nước ví dụ như Philippines, Indonesia. Và chúng ta đạt ở đâu đó ở cái mức độ 40 điểm trên 120 điểm. Như vậy nó ở cái mức ta tạm gọi là rất thấp. Và có thể nói rằng như kinh nghiệm của tôi khi trao đổi với rất nhiều doanh nghiệp thì gần như họ không để ý hoặc là không có nhận thức rõ ràng về cái gọi là lợi ích của cái quản trị doanh nghiệp tốt. Thực tế là cái trình độ quản trị công ty của Việt Nam so với cả gọi là các nước ở khối ASEAN ấy, thì nó có sự chênh lệch tương đối lớn. Ví dụ Việt Nam chỉ đạt được ở cái trình độ, nếu mà chúng ta đo lường nó khoảng độ ở cấp độ là khoảng 30% so với cả cái thang điểm chuẩn. Và cũng một tin cũng không phải là vui lắm, tại vì Việt Nam vẫn là đứng xếp hạng cuối cùng trong nhóm các cái nền kinh tế của ASEAN liên quan đến quản trị công ty mà dựa theo cái bảng điểm chấm. Tư duy của ông chủ doanh nghiệp Việt nó khá khác với lại ông chủ của các nước khác. Tư duy của ông chủ doanh nghiệp Việt nó bị ảnh hưởng bởi văn hóa gia đình trị. Một trong những cái văn hóa truyền thống của người Việt mà đặc biệt là hiện hữu ở các doanh nghiệp ông chủ là người đàn ông thì nhìn rất là rõ. Chính vì thế nên toàn bộ hệ thống quản trị của doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp niêm yết trên sàn, thì nó vẫn mang đâu đó hình ảnh của cái ông chủ đấy, hay còn được gọi là doanh nghiệp gia đình. Và đây là căn nguyên dẫn đến câu chuyện rằng là cái quản trị trong các doanh nghiệp Việt Nam, mà chúng ta đi thẳng vào vấn đề là các doanh nghiệp niêm yết trên sàn hay các doanh nghiệp đại chúng, nó khác và nó kém xa nhiều so với các nước khu vực. Theo các chuyên gia, quản trị doanh nghiệp chưa tốt sẽ khiến cho doanh nghiệp khó đạt được mục tiêu đề ra và sẽ mất đi niềm tin từ chính các cổ đông của doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp là một trong những hành động quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì hoạt động này tại Việt Nam vẫn chưa được thực hiện tốt. Nghị định 71 về quản trị công ty đại chúng đã ra đời và có hiệu lực từ năm 2017, quy định chủ tịch hội đồng không được kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc. Điều này khi áp dụng vào các doanh nghiệp Việt Nam thì tính thực thi sẽ như thế nào? Phóng sự sau của chúng tôi sẽ tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Tại nghị định số 71 về quản trị công ty đại chúng có một điểm đáng chú ý, đó là từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm tổng giám đốc của cùng một công ty đại chúng. Quy định này xuất phát từ thực tế là công ty đại chúng hiện nay có những khi quyền lực và sự chi phối chỉ nằm trong tay của một vị chủ tịch hoặc tổng giám đốc. Tại vì trước đây thì rất nhiều là công ty mang tiếng là đại chúng, nhưng thực sự là đến 70-80% là nằm trong tay của một người hoặc là một gia đình. Cộng thêm là ông chủ của cái gia đình đó, của doanh nghiệp đó cũng vừa là kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm luôn cả tổng giám đốc. Thì thực tế nó không khác gì là một công ty gia đình cả. Thế nên để mà cái xu hướng để mà nâng cao cái tính độc lập, minh bạch trong cái quản trị của một doanh nghiệp niêm yết là cái xu hướng tôi cho là rất là đúng đắn. Ví dụ như nghị định 71 đưa ra cái việc cấm như vậy thì cũng mới chỉ là mức tối thiểu. Thế còn lại cái nguồn thứ hai đó là các cái thực tiễn quốc tế tốt về quản trị doanh nghiệp thì so với lại cái khung pháp luật của mình và thực tiễn tốt thì còn một khoảng cách. Thế thì chúng ta hình dung ra là nếu như nghị định 71 đã coi là không hợp lý ở Việt Nam thì so với cái khung quản trị tốt thì thậm chí người ta đòi hỏi là phải tách bạch giữa sở hữu và quản trị, tách bạch hoàn toàn giữa quản trị và điều hành. Có nghĩa là không chỉ ông chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm giám đốc, tổng giám đốc, mà thậm chí họ yêu cầu là đa số thành viên hội đồng quản trị không phải là người kiêm nhiệm giám đốc và tổng giám đốc, tức là so với thực tiễn quốc tế tốt. Theo các thông lệ quản trị tốt nhất được hướng dẫn bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Ngân hàng Thế giới và Ủy ban Chứng khoán Mỹ, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc được nắm giữ bởi các cá nhân khác nhau, được quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ mỗi vị trí. Việc tách rời vai trò của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc là để tránh các mâu thuẫn về lợi ích có thể phát sinh, đồng thời tránh sự tập trung quyền lực cũng như đảm bảo tính công tâm trong các quá trình ra quyết định.
Tôi nghĩ cái điều này cũng là điều tốt. Ở đây cái họ kiểm soát chéo lẫn nhau, kiểm soát chéo nhau. Ngoài ra còn có ban kiểm soát và đơn vị kiểm toán, thì cái điều đó là điều tốt cho thị trường. Thế nhưng mà cái hệ thống kiểm soát đấy nó có hoạt động thực sự độc lập hay không thì đó mới là vấn đề. Chứ bản thân tôi hiện nay tôi đang đầu tư vào một số ngân hàng thì tôi cũng biết là thực ra cái trưởng ban kiểm soát, cái vai trò của trưởng ban kiểm soát cũng không cao. Bên nước ngoài họ cũng có rất nhiều cái mô hình nghiên cứu về cái mô hình quản trị này. Họ đưa ra những cái rủi ro đạo đức, những cái theo cái lý thuyết trò chơi chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta làm được điều này thì tất nhiên là sẽ phải có một cái quá trình thời gian. Nhưng mà nó có những cái cổ đông thiểu số, những cổ đông bên ngoài mà không tham gia một cách chi phối công ty, họ sẽ có một cái tính, họ sẽ yên tâm hơn. Như vậy, với việc yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm tổng giám đốc, các công ty đại chúng của Việt Nam sẽ bắt buộc phải tuân theo các chuẩn mực quản trị quốc tế hiện đại. Quy chuẩn này kỳ vọng làm tăng tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động quản trị, điều hành của các công ty đại chúng. Làm thế nào để quản trị doanh nghiệp hiệu quả? Làm thế nào để công chúng đầu tư tin tưởng vào ban lãnh đạo của doanh nghiệp? Ghi nhận tiếp theo của chúng tôi với các thành viên trên thị trường. Mời quý vị cùng theo dõi. Đơn vị này hoạt động theo mô hình tập đoàn, gồm có nhiều công ty con. Nhưng vị chủ tịch của doanh nghiệp này cho biết, ông luôn tách bạch giữa vị trí chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc. Điều này đã đem lại hiệu quả trong việc giám sát hoạt động và điều hành của doanh nghiệp. Kết quả là doanh thu tăng trưởng hàng năm từ 15 đến 20%. Tức là hội đồng quản trị thay mặt hội đồng quản trị, người đầu tư vốn, người thay mặt phần vốn của công ty mẹ tại công ty con sẽ là người kiểm soát cái phần vốn và là chủ sở hữu thực sự của doanh nghiệp. Còn giám đốc điều hành có thể chúng tôi thuê. Như vậy tất cả công ty con của Long Biên đều là nó tách bạch hai vị trí đó ra, một là giám đốc điều hành là người thuê, hoặc trong các cổ đông có cổ đông nào có năng lực thực sự thì được bổ nhiệm nhưng mà có thời hạn. Không chỉ tập đoàn này mà mô hình quản trị mới theo chuẩn quốc tế này cũng được một số đơn vị doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng, đã mang lại sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong điều hành doanh nghiệp. Tôi hay làm theo cách là về chủ tịch thì sẽ không tham gia điều hành chi tiết, nhưng mà tôi chỉ nắm hai thứ thôi. Ngoài cái chiến lược phát triển doanh nghiệp được quyết định chung của đại hội đồng cổ đông thì tôi sẽ nắm nhân sự và tài chính. Có nghĩa là mọi quyết định về việc tuyển dụng, ra quyết định tuyển dụng anh nào và sa thải anh nào thì người cuối cùng ký vẫn là tôi. Nhưng để các doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp và hướng tới các chuẩn mực quản trị theo thông lệ quốc tế thì điều quan trọng là phải do nhận thức và mong muốn thay đổi của chính doanh nghiệp đó. Bản thân doanh nghiệp phải tự nhận thức cái tầm quan trọng và chủ động áp dụng cái nguyên tắc quản trị tốt. Gần đây thì cũng có một số cái dấu hiệu gọi là đáng mừng một chút, đó là một số cái doanh nghiệp lớn như Vinamilk hay là Đường Biên Hòa hay một số những cái doanh nghiệp niêm yết thì thực sự họ đã bắt đầu nhận thức được cái vai trò của quản trị tốt và đang nghiên cứu tìm hiểu để áp dụng những cái thông lệ tốt. Nhưng đối với những doanh nghiệp ở mức độ nhỏ, vừa, trung bình hoặc thậm chí có thể gọi là lớn nhưng không phải tất cả thì công ty cần phải có cái chính sách gì cho nghiên cứu, phát triển rồi đào tạo, huấn luyện thì là cái mảng cuối cùng. Thì nguyên lý của BSC, khi bạn phát triển một mô hình kinh doanh, bạn phải hài hòa được bốn cái viễn cảnh, làm cho cả cái bốn cái viễn cảnh này có một cụm từ duy nhất, đó là hài lòng. Ông cổ đông hài lòng, các đối tác của các bạn hài lòng, nhà cung cấp, khách hàng hài lòng. Rồi ngay từ đầu cơ chế kiểm soát minh bạch, tức là tách cái vị trí đó ra, phải không? Hội đồng quản trị do ông anh hoặc ông em, là ông nào có kỹ năng, ông nào có nhiều vốn, ông làm chủ tịch. Vì chủ tịch có chịu nhiệm phần vốn ông nhiều nhất và được nhiều người tín nhiệm giao cho ông tin tưởng ông, thì cái chức danh thứ hai là tổng đốc có thể không nhất thiết phải là ông chủ tịch, hoặc là những người anh em có thể thuê trên thế giới doanh nghiệp giám đốc điều hành, hồi người ta thuê, người ta tìm kiếm những người có kỹ năng điều hành tốt, những người có kỹ năng quản lý tốt, thuê về làm giám đốc để định hướng dẫn dắt cho doanh nghiệp ta phát triển. Thì phải tách hai cái đó ra thì cái doanh nghiệp phát triển được. Thì tôi cho rằng trong tương lai gần chúng ta không thể khác được cho với thế giới, là việc đó nó tốt trong việc hoạt động lành mạnh hóa và nó cũng đúng luật hơn trong điều kiện kinh tế chúng ta đang hội nhập kinh tế quốc tế. Thưa quý vị, quản trị doanh nghiệp là một thước đo quyết định sự sống còn của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Hướng tới chuẩn mực quản trị của thông lệ quốc tế là điều mà các doanh nghiệp Việt Nam nên làm. Điều đó sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được với thông lệ quản trị quốc tế cũng như thu hút được sự quan tâm của công chúng đầu tư.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook và kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.